Xin chào mọi người, mình là Lê Hoàng. Hiện tại thì Lê Hoàng đang công tác tại Lê Hoàng Studio. Ngày hôm nay, Lê Hoàng xin được phép làm clip này để test cho quý anh chị và các bạn chúng ta cùng nghe một combo dùng để thu âm, hát live với kinh phí trên 2 triệu là chúng ta sẽ có con sao cạc XOX-K10 phiên bản kỷ niệm 10 năm có 16 chế độ vang, echo, reverb, delay đầy đủ. Đặc biệt micro ở đây là Lê Hoàng đang sử dụng với lại con micro lưỡng tính NA9302 của NMC Audio. Con này vừa có thể sử dụng được nguồn 5V, vừa có thể sử dụng được nguồn 48V qua một bài hát rất là hay. Đó là bài hát Lỗi Lầm. Mời anh chị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe. Ở đây là Lê Hoàng hát không có hay, chỉ là muốn chia sẻ cho anh chị và các bạn về cái bộ thu âm này. Có gì anh chị và các bạn bỏ qua cho Lê Hoàng nha. Có khi nào em buồn, em nhớ đến ai? Có khi nào em ngồi, em khóc vì anh? Tình yêu ta ly tan, vụn vỡ khi đẹp đôi. Vì sao thế, anh làm gì có lỗi? Em rất buồn, em nào có lỗi với anh? Có bao giờ anh dành tất cả vì em? Để khi ta chia tay, anh nói anh còn yêu, thì lúc đó em đã rời xa. Ngậm đắng nuốt cay, tình ai qua tay, để em bước đi quên cả lối về. Giọt nước mắt rơi, ngày tháng đam mê đâu mơ. Anh và em bây giờ như vầng trăng khuya. Anh và em bây giờ hai đứa hai nơi. Nhớ làm gì, khóc làm gì, vì tình yêu không có lần thứ hai. Qua ngày mai chẳng còn ai nợ ai yêu. Qua ngày mai thiên đường vắng bóng đôi ta. Sao bây giờ nhớ nhau nhiều nhưng ta không đến được với nhau. Thì đây là Lê Hoàng hát không có hay, chỉ là Lê Hoàng muốn cho anh chị và các bạn chúng ta cùng nghe chất lượng âm thanh của con sao cạc K10 phiên bản kỷ niệm 10 năm kết hợp với lại con micro đến từ thương hiệu NMC Audio, con NA9302. Lê Hoàng nhắc lại là combo này đầy đủ hết tất cả chỉ trên 2 triệu thôi. Nó sẽ gồm có con sao cạc K10 phiên bản kỷ niệm 10 năm và micro NMC NA9302, chân kẹp micro, màn lọc âm, dây lai 3 màu và có tặng một cái tai nghe H5 cho anh chị và các bạn. Và với một cái combo như thế này, chúng ta có thể quay ra những cái clip làm phòng thu tại nhà với chi phí giá rẻ cho anh chị và các bạn nào chúng ta mới bắt đầu. Và đặc biệt là gì? Cái con sao cạc này nó có 16 chế độ vang. Với 16 chế độ vang như thế này này, chúng ta có thể tùy chỉnh ở đây này. Cứ nhấn là nó sẽ ra cái chế độ vang khác nhau. Trong 16 chế độ nó sẽ lặp lại lần lượt ha. Nè, ví dụ nè. Alo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alo, 1, 2. Thì tùy theo cái chế độ vang ít nhiều mà chúng ta sẽ sử dụng theo cái dòng nhạc. Ví dụ như bolero thì tiếng vang chúng ta để nó nhiều xíu. Alo, 1, 2. Còn nhạc trẻ thì chúng ta sẽ để cho nó ít xíu. Ví dụ như vậy. Alo, 6, 7. Anh chị và các bạn chúng ta cùng nghe cái tiếng vang nó rất là hay. Và Lê Hoàng chia sẻ thế này này, có rất là nhiều anh chị và các bạn á, chúng ta mới tìm hiểu thì coi rất là nhiều những cái dòng sao cạc loạn luôn và không biết phải chọn cái dòng nào cho nó phù hợp. Và rất nhiều anh chị bạn thấy là
có những cái dòng sao cạc mà mới ra bây giờ mà người ta ngồi like từ sáng tới chiều. Nó có những cái giống như là tiếng cười, vỗ tay, vân vân, người ta giới thiệu đủ thứ hết. Thì trên kênh Lê Hoàng cũng có giới thiệu những dòng sản phẩm như vậy. Tuy nhiên, Lê Hoàng không có đánh giá cao những cái dòng sản phẩm đó. Lê Hoàng bán ở trên này thì Lê Hoàng muốn cho nó đa dạng sản phẩm cho anh chị và các bạn. Chúng ta có nhiều cái sự lựa chọn. Tuy nhiên, Lê Hoàng không có khuyến khích mua những cái dòng sao cạc như vậy. Lê Hoàng khuyến khích những ai mới bắt đầu thì nên đầu tư con sao cạc K10 như thế này. Chúng ta mua một cái bộ là dùng để hát, chứ không phải là mua để nhấn trên đó để nghe cái tiếng cười, tiếng vỗ tay. Thì mấy cái đó nó không kết lợi gì cho cái việc chúng ta hát hay hay là hát dở. Thì trên cái con sao cạc K10 này, nó có 16 cái chế độ tiếng vang. Nó sẽ hỗ trợ cho giọng hát của anh chị và các bạn rất là nhiều. Thì đó là cái đáng đồng tiền bát gạo trên một cái sản phẩm sao cạc, vừa rẻ mà vừa đáp ứng đầy đủ những cái tính năng rất là hay. Ví dụ nè, chuyển sang chế độ khác, Lê Hoàng vừa nói và vừa sử dụng trực tiếp cho anh chị và các bạn chúng ta cùng xem. Ví dụ nè, Lê số 1 2 2. Rồi ví dụ như tiếng vang nó nhiều ở chế độ này thì chúng ta có thể sử dụng cho những cái bài nhạc bolero. Vàng cây lá bay, đôi tay gầy guộc, mang suy tư về. Gì đó, đúng không? Đó. Rồi, chúng ta muốn vang nhiều hơn, ví dụ như cái này cũng được luôn nè. Bằng lần hoa tím buồn, trên con đường ngày xưa. Đó, bolero. Rồi, đó, rất là nhiều những cái tiếng vang khác nhau nè. Có cái nó sẽ vang ít, vang nhiều, echo, reverb như thế nào đó. Và chúng ta cứ tùy chọn và chúng ta hát nè, như thế này. Rồi, ví dụ những cái mà nó ít vang xíu thì chúng ta sẽ sử dụng cho những cái bài nhạc trẻ chẳng hạn. Ví dụ cái này đi. Rồi, ok, cái này thấy nó khá ok nè. Và giá như chưa từng quen, chưa quan tâm nhiều về nhau, chắc có lẽ giờ đây ta đang hạnh phúc. Ok, rồi. Đó là lý do vì sao mà Lê Hoàng khuyến khích anh chị và các bạn chúng ta sử dụng cái này. Hoặc là chúng ta muốn tắt cái tiếng vang luôn, vẫn được. Bên này có 4 chế độ. Rồi, chuyển qua cái chế độ xanh lá là chế độ tắt tiếng vang. Thì anh chị và các bạn, chúng ta có thể dùng chế độ này nè. Và chúng ta có thể kết hợp với lại tất cả các loại phần mềm thu âm mix nhạc hiện nay để chúng ta sử dụng. Chúng ta có thể thu âm mix nhạc, chỉnh sửa các nốt, chỉnh sửa từng câu, từng chữ trên đó, mọi thứ rất là ok với cái con này. Thì trong những cái dòng sao cạc giá rẻ nhất thì chỉ có cái con K10 này chúng ta có thể kết hợp với lại phần mềm. Còn những cái dòng sao cạc mà chị bạn thấy đèn lấp lánh, rồi tiếng cười vỗ tai, hay là đèn nó sáng trưng lên, hay là như thế, thì nó sẽ không kết hợp được với lại phần mềm. Đó, thì mua những cái con đó là cho những anh chị và các bạn nào mà kiểu như chúng ta muốn ngồi nói chuyện, chơi chơi, rồi kiểu như với lại chi phí nó rẻ hơn những cái dòng này. Còn anh chị và các bạn cũng trong cái chi phí rẻ thì chúng ta nên đầu tư một cái con sao cạc như thế này. Đó. Còn nếu cao cấp hơn thì có những cái dòng khác ở trên kênh của Lê Hoàng. Nhưng mà cái con K10 này thì đây là phiên bản kỷ niệm 10 năm và bán rất là chạy luôn. Cho nên chị và các bạn có thể đầu tư. Và đặc biệt là với cái chi phí micro á, nguồn 48V, 5V cũng xài được, lưỡng tính, thì cái con NMC-NA9302 này rất là tuyệt vời. Đó, ok. Thì anh chị và các bạn, chúng ta xem trên kênh của Lê Hoàng khá là lâu rồi, thì cũng biết được là những cái sản phẩm nào ok Lê Hoàng mới chia sẻ lên. Và đặc biệt là con K10 này nè, kỷ niệm 10 năm từ 2009 tới 2019 là kỷ niệm 10 năm, đến 2019 là cái năm cuối cùng, thì năm 2020 ra con này. 2020 ra con này là kỷ niệm 10 năm, mà hôm nay là 24 rồi, thì có nghĩa là hơn 14 năm con sao cạc K10 này vẫn được anh chị và các bạn yêu thích rất là nhiều trên thị trường. Ok, rồi thì anh chị và các bạn, chúng ta xem kênh của Lê Hoàng có rất là đa dạng những cái mẫu mã mà anh chị bạn thấy là Lê Hoàng vẫn đánh giá cao cái con K10 này trong suốt thời gian vừa qua. Thì anh chị và các bạn, chúng ta có thể cứ an tâm mua sản phẩm này về.
Rồi, combo đầy đủ như Lê Hoàng chia sẻ chi tiết, anh chị và các bạn có thể liên hệ cho Lê Hoàng qua số điện thoại là 0989737960, có Zalo, cũng như truy cập vào website lehoangstudio.com. Trên đó có đầy đủ thông tin chi tiết về sản phẩm, giá cả, cũng như anh chị và các bạn nhớ nhấn vào nút subscribe, đăng ký kênh YouTube của Lê Hoàng cũng như cái chuông ở bên cạnh, để khi Lê Hoàng có đăng clip lên á thì anh chị và các bạn chúng ta sẽ nhận được thông báo về clip ngay lập tức nha. Cảm ơn anh chị và các bạn rất là nhiều. Xin chào.